khóc thanh vân và loạt sau việc đau xót khi em trai cậu bé đạp xe 103 cây số từ Sơn La về Hà Nội đã qua đời. Cách đây gần một tháng, câu chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến 13 tuổi ở Chiền Yên, Vân Hồ, Sơn La, một mình đạp xe gần 100 cây số xuống Hà Nội thăm em trai đã khiến nhiều người xúc động. Em của Quyết Chiến là bé Lực, sinh non một tháng, bị viêm gan do rối loạn chuyển hóa, viêm phổi, màng da ứ mật, suy dinh dưỡng cấp. Quyết Chiến từng chia sẻ, em sợ em trai mất nên muốn xuống Hà Nội. Em không biết Hà Nội ở đâu, nhưng nhớ em quá, chưa bao giờ hai anh em được nhìn mặt nhau. Tuy nhiên sau gần một tháng điều trị, tình hình em của Quyết Chiến diễn biến xấu, cơ thể ngừng phát triển. Gia đình xin phép đưa bé về quê. 18 giờ tối ngày 20 tháng 4, chiếc xe nhỏ được chuẩn bị đưa bố mẹ Quyết Chiến và bé Lực trở về nhà. Khoảng 20 giờ 55 tối cùng ngày, chuyến xe có mặt tại Chiền Yên để anh em Chiến nhìn nhau lần cuối. 10 phút sau, bác sĩ rút ống oxy, bé Lực rút hơi thở cuối cùng sau khi được ngắm nhìn căn nhà nhỏ thân yêu, được gặp ông bà nội, được nhìn thấy anh chị. Sau khi biết tin em trai của cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội đã qua đời, MC Thành Trung xúc động rơi nước mắt. Một giờ hơn đêm, nước mắt cứ chảy xuống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có phép màu, dù bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều hy vọng. Thời gian qua có nhiều chuyện, nhiều sự kiện xảy ra trong xã hội, từ chuyện đức tin, tâm linh đến những tấm gương xấu của giới trẻ và cả những chuyện đốn mạc của những lũ người bệnh hoạn. Trong vòng xoáy ấy, tôi chỉ dám đứng ngoài quan sát, bình tĩnh cảm nhận và hiểu rằng đôi khi đó là điều tất yếu sẽ xảy ra với một xã hội đang phát triển. Dù sai, tốt xấu vẫn luôn song hành trong cuộc đời này. Trong bất cứ hình thái xã hội nào, nhưng con đường của sự lương thiện là do chính chúng ta đấu tranh và lựa chọn mỗi ngày. Thay vì đắm mình vào những sự kiện tiêu cực, tôi vẫn luôn tin rằng ở ngoài kia còn rất nhiều điều để chúng ta cảm nhận cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. 103 cây số, 15 con đèo lớn nhỏ là quãng đường của cậu bé 13 tuổi đã đi với chiếc xe đạp không phanh, không chuông từ Vân Hồ, Sơn La đến Hòa Bình với mong muốn xuống Hà Nội thăm người em mới sinh của mình đang bị bệnh. Câu chuyện sau đó thế nào nhiều người cũng đã biết. Lần đầu biết được câu chuyện này tôi cũng đã khóc. Khóc vì cảm phục tình cảm của một đứa trẻ dành cho người thân của mình, một người thân mà nó chưa từng được ở cùng hay có thời gian để cảm nhận. Tất cả trong mắt nó đơn giản là tình thân. Đêm nay tôi lại với những giọt nước mắt khi nghe tin em của Vì Quyết Chiến đã không thể qua khỏi. Lần này tôi khóc vì cuộc đời đã không có phép màu nào với gia đình của cậu bé tình nghĩa kia. Sự thật vẫn luôn đắng lòng như vậy. Có thể ngày mai khi lớn lên, Vì Quyết Chiến sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để làm một điều mạo hiểm đến như vậy. Rồi cũng sẽ có thể chả còn ai nhớ đến em sau một thời gian nữa. Nhưng vào lúc này, em và gia đình của mình là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người lớn đã trưởng thành, nhìn lại chính mình, nhìn lại mối quan hệ với người thân của mình, để biết mình đang ở đâu và đang có những điều quý giá gì. Một người đáng tin và trưởng thành, một người biết trân trọng và yêu thương người thân của mình.